Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế theo chiều sâu trong một cuộc gặp tại thủ đô Athens của Hy Lạp. Ông Putin đến Athens cuối tuần qua trong chuyến viếng thăm chính thức 2 ngày. Tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động, trong đó có ký thỏa thuận hợp tác với chính phủ Hy Lạp, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và giao thông. Chúng tôi đã thỏa thuận chi tiết về viễn cảnh hợp tác kinh tế. Dĩ nhiên là còn nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn giữa hai nền kinh tế sẽ có những viễn cảnh tốt đẹp. Nga là nhà cung cấp khí đốt chính cho Hy Lạp và Tổng thống Putin cho biết luôn tin tưởng vào mối quan hệ sâu sắc với Athens trong việc thúc đẩy kinh tế, thông qua kế hoạch tăng cường cung cấp khí đốt cho quốc gia châu Âu này. Nga đang nỗ lực tăng cường hoạt động của đường ống dẫn gas xuyên lục địa thông qua Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm loại bỏ Ukraine ra khỏi hoạt động cung cấp khí đốt cho châu Âu trong thập kỷ này. Hy Lạp cùng với đảo Cyprus là hai trong số thành viên của EU có mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Họ khá lạnh nhạt, mặc dù vẫn tuân theo những biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây đã áp đặt lên Nga vào năm 2014, sau cuộc xung đột với Ukraine vì đã sáp nhập vào bán đảo Crimea.